Hello, mà hôm sau một thời gian mình lướt trên cái Facebook các bạn, mình thấy có một số cái thành phần đối tượng mà lợi dụng mùa dịch này các bạn lừa đảo kiếm tiền qua những cái sàn giao dịch đó các bạn. Để mình hôm nay mình sẽ check in cho các bạn coi những cái thủ thuật mà nó lừa đảo các bạn. Các bạn mình đang lướt, mình coi, mình kiểm tra đây nè các bạn. Đây nè. Làm việc tại nhà, lương tháng 12 triệu trong tháng, ngày làm 30 đến 1 tháng các bạn. Đây, yêu cầu lộ trực tiếp nè các bạn. Những cái đối tượng này nè các bạn, nó phát triển ngay dựa trên hình thức bán hàng online các bạn. Nó những chiêu trò nhiều lắm các bạn. Mình sẽ demo cho các bạn một số cho các bạn coi nha. Tại vì mình thấy có một số mấy anh chị em không có rành trên những cái lĩnh vực mà trong cái mùa dịch Covid này các bạn. Lúc gài nó tình hình dịch nó rất là căng. Mà mình lên đây mình lướt trên cái thông tin này các bạn. Đây nè các bạn, thông tin báo của FPT Shop là các bạn làm việc trực tuyến lương 800 đến 3 triệu rưỡi ngày, là làm việc bất cứ lúc nào cũng được các bạn. Các bạn yêu cầu các bạn vô và bạn tham gia đó các bạn, nó sẽ hướng dẫn các bạn làm những cái thao tác thế này kia các bạn. Nhưng thực chất nó dụ mình đó các bạn. Nãy giờ hai cái rồi đó. Đây nè các bạn. Đây nè. Nè. Những cái này nè các bạn, 26.000 đồng một giờ các bạn. Những thời gian báo các bạn. Các bạn thử các bạn lên coi nó những cái chiêu trò nó kéo lượng khách làm mà đây nè tuyển dụng này các bạn, đây nè Kiki này, chúng tôi tuyển dụng nhân viên trực tuyến là không giới hạn internet nè các bạn. Thực sự cái này là không có đâu nha các bạn đừng có nghe lại nó nói nha. Khi mà các bạn tham gia bên Tiki này nè, cũng cũng ba cũng cái sàn giao dịch thương mại á, giờ vào này cái đó bắt đầu nó kêu mình đặt đơn hàng ảo để đánh giá sản phẩm 5 sao các bạn đó. Khi mà nó sẽ yêu cầu các bạn mua năm, nó sẽ ra cái bill các bạn sản phẩm, các bạn bỏ tiền các bạn mua về, sau đó các bạn chụp hình đó, cái sản phẩm bill của mình gửi bên cho cái nhà phân phối các bạn, rồi bên nhà phân phối nó sẽ chuyển tiền về các bạn. Thực chất cái đó là không phải nha các bạn, nó dụ các bạn mua nhưng thực chất á, bạn mua bỏ tiền ra, bạn mua những sản phẩm không cần thiết rồi đó, sau đó nó đem, sau đó bắt đầu nó tắt chặn một chiều á, các bạn bỏ tiền ra các bạn mua phí với các bạn. Mình coi trong thời gian giờ đây mình lúc gài nó bùng cái chiến dịch này lên, nó đi nó lên nó lừa đảo các bạn. Đây này các bạn, năm 2021 nè, chăm chỉ làm một số công việc nâng cao chất lượng nè, chơi game kiếm tiền nè các bạn, một ngày kiếm 100 đến 500 ngàn ngày là không có đâu nha các bạn. Cái này là nó xạo đó, nó dụ các bạn đó, các bạn vô tham gia nó đi, nó dụ, nó tìm cách nó moi tiền các bạn đó, không có nào không có làm việc, không có nào không có tiền đâu nha. Đây cái này các bạn nhiều lắm nha, lúc gà mình thấy lúc gà này nè, nó quay nó quay các bạn thấy không đó. À, các bạn thấy không? Nó dụ các bạn không đó nha. Mấy cái này là nó mấy cái này là những cái app nó ra nó làm á, nó dụ lôi kéo mấy 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 người không có rành về lĩnh vực kiếm tiền online á các bạn sẽ sập bẫy đó nha các bạn. Không có đâu mà các bạn nó lừa rồi đó. Sau một thời gian mình đi lướt mình thấy rõ rút gà nó đang bùng trở lại nè. Dịch nó đang bùng, mấy mấy anh chị em ở nhà đó không có việc gì làm, có cái điện thoại á, sẵn mình lướt lướt web mình lên mình coi mấy cái trên cái trang group mà kiếm tiền này nè các bạn. Nè các bạn thấy nè, đây nè không các bạn. Là như đây là những cái thành phần nó lừa không đó nè các bạn có tin nha. Lừa đảo không đó. Đây nè cái đối tượng này nè các bạn, cái sophie là thời đại nè đó các bạn.
nè các bạn vô đây nè, mình nói nó đang làm đánh giá lên, đánh giá cái sản phẩm ảo của Lương Shopee các bạn, đơn hàng Shopee ảo đó. Đấy, các bạn tham gia vô, cái khi mà các bạn tham gia vô cái với nó ha, cái nó kêu các bạn làm những cái thủ tục hồ sơ này kia xong, các bạn yêu cầu tham gia, cái bắt đầu nó gửi cho bạn 9-10 đơn của đơn hàng Shopee á, mà mỗi cái đơn hàng mình cái giá trị đó mình không biết bao nhiêu, nhưng ít ít tại tại vì mình cũng bình quân cho một cái đơn hàng 200 ngàn, bán kính 10 đơn là 2 triệu đi, khi các bạn bỏ ra 2 triệu các bạn mua sản phẩm của Shopee á, cái những cái sản phẩm của nó bán không có chạy á các bạn đăng lên á, các bạn mua mua về cho mua mua giùm cho nó, các bạn đánh sao cho những cái shop mail, cho lên shop mail shop yêu thích đó các bạn, mình bỏ ra tiền 2 triệu mình mua những sản phẩm không cần thiết, rồi các bạn chụp cái tấm hình sản phẩm rồi bạn gửi về cho nhà cung cấp của nó đó, về chạy gửi về cho nó là các bạn nó không có việc đâu các bạn nha, các bạn mất 2 triệu mua sản phẩm không không có sử dụng được nha các bạn, nó lừa các bạn chỉ nó bán hàng thôi chứ còn nó thực sự mà tiền của các bạn thì không có, bạn mất cả 2 triệu 3 triệu là cái tiền đó là cái tiền ngu quá nha các bạn. Mình cũng làm rất là nhiều và mình để ý mấy những cái thủ thuật này nè, tại vì mình cũng có bán hàng online mình biết những cái thủ thuật này nè, các bạn mà muốn tham gia các bạn làm để kiếm tiền mà không có bỏ tiền ra là không bao giờ có đâu nha các bạn, nó dụ các bạn đó nhiều lắm nha các bạn, mình lướt thời gian mình cũng rất là nhiều, mình để ý luôn nè, đây nữa nè các bạn, đây nè, nó quay cho các bạn, nó quay quay cho các bạn làm này, các bạn như thực chất nó lôi kéo nó dụ dỗ các bạn á, chứ không có gì đâu các bạn, khó lắm nha các bạn đừng có thấy gì mà bạn tham gia vô cái nó dụ các bạn mua hàng á, mua hàng cho nó rồi làm giàu cho nó, chứ các bạn tiền mất tật mang mà mang theo sản phẩm không xưa không hài lòng về nhà cái gia đình mình mất công rồi xào xáo các bạn, lúc gặp dịch bệnh thì làm ăn nó khó khăn, các bạn nghĩ các bạn trước khi làm gì các bạn phải suy nghĩ cho kỹ nha các bạn, lúc gặp nó gặp những cái thành phần này nó dụ dỗ nó lôi kéo nó chiêu trò lắm nha các bạn. Thì mình kiếm rồi nãy giờ mình lướt có 2-3 phút đó mà mình thấy nó qua trên cái diễn đàn nó quá trời luôn các bạn, nè nè các bạn thấy không, đây nè, tận dụng thời gian rảnh này, tận cộng tác viên này, thấy không, lương 1 giờ đến 400 ngàn 800 ngàn nè các bạn, cái này là không có có đâu nha các bạn, nó dụ các bạn đó, các bạn vô tham gia là các bạn dính chê sập bẫy lừa của nó đó nha các bạn. Để mình coi coi về dạy đây mình nhiều thấy nhiều lắm nè, thì các bạn thấy những cái vụ mấy cái vụ ở đó đó là nè, đây nè các bạn, cái ad sản phẩm nè các bạn, khi mà các mà quên nó bớm hỏm, mình có giá bộ mình tham gia bên sản phẩm mà bán cái gì cộng tác viên các bạn, nó ra nó đưa cho bạn mấy tấm hình cười lưu về, các bạn gửi trên group fanpage của mình đó các bạn đăng á, mình vừa gửi xong có 1 ngày 2 ngày hôm sau có 1 2 3 người bán hàng các bạn, nó vô nó đặt mỗi đơn hàng 2 triệu 5 triệu không á các bạn, rồi bắt đầu nó kêu chốt đơn gửi em sớm sớm lẹ lẹ, cái bắt đầu mình mới thấy cái mình kêu thằng bên kia nó gửi, nó kêu mình mua hàng đi, nó kêu mình mua hàng đi rồi thanh toán cho nó xong rồi mình lấy cái hàng để về mình bán lại cho cái người mình bán cho khách á, lúc đó là nó sẽ tắt cái khóa 1 triệu nó hủy đơn hàng đó nha các bạn, lúc đó là bạn bằng 5-60 triệu á, đây nữa nè các bạn, mất 15 phút mỗi ngày mà chiếc điện thoại di động nè, cả chất lượng cuộc sống là 9 triệu một tháng là một ngày bình quân 300 ngàn nè, mỗi một ngày có 15 phút mà làm 300 ngàn á, bạn nghĩ đi, làm còn khỏe hơn làm hồ làm công nhân nữa không các bạn, những cái chiêu trò đó là lừa đảo không đó nha, các bạn cứ cẩn thận, tình hình dịch bệnh như này rất là nguy hiểm cả nhà, đây nè các bạn, đây nè các bạn làm việc 247 online nè các bạn, đây nè, đây nữa nè các bạn thấy những cái gì này các bạn né ra giùm mình nha, nó dụ mình đó nha, nè nó quay chụp hình cho các bạn coi nè, thật sự mấy cái này là nó có cái phần mềm mà auto là nó soạn
sẵn cái phần mềm mà giả tin nhắn các bạn. Trên điện thoại mình có cái app tải của cái phần mềm đó các bạn. Các bạn dễ, các bạn chỉnh sửa nhẹ cái là các bạn làm y chang như luôn á. Rất là dễ nha các bạn. Nó lừa đó. Nhiều lắm, mình lướt một ngày mà mình lướt mà thấy trôi bài gần cả 200-300 bài á, mà có rất là nhiều người comment inbox đó các bạn. Xem làm chia sẻ đó các bạn, làm đây nữa nè, thấy không các bạn, không có dụ các bạn hết, nó làm này cái này cái kia rồi đó các bạn thấy không. Shopee tuyển dụng nè, trả lời tin nhắn lương 8 triệu một tháng nè, làm tại nhà không bán hàng online nè, không có đâu nha các bạn, dụ không đó. Các bạn muốn nó thật hay không, ví dụ mình hay không, các bạn cứ thật sự đi. Khi mà các bạn tham gia một cái ad, một cái tham gia một cái group kiếm tiền rồi đó, các bạn không cái sợ này kia, các bạn yêu cầu nó chuyển khoản cho mình là cái tiền làm trước cho mình đi, gói đầu cho mình 500 triệu đi, rồi những cái sản phẩm đó mình mua, mình đánh giá sản phẩm cho nó được thì ok, còn không được thì thôi. Thì các bạn cứ ra điều kiện nó vậy đi, để coi nó trả lời như thế nào, là các bạn biết nó lừa mình không có các bạn. 10 ngàn nó còn không có bỏ ra cho mình đâu, huống chi mà 3 4 500 ngàn nó dụ mình đó nè, thấy không, những cái app này nè nè, 15 phút kiếm một ngày á, mấy cái này nó cũng xạo các bạn, cái này là xạo chương trình chạy 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 ad kiếm tiền á các bạn, không có đâu nha các bạn, nó xạo đó này đấy nè. Mình cũng có từng làm thử, mình tham gia thử, mình coi mình cảm nhận coi nó lừa đảo như thế nào. Vô thực sự vô mình cài nhiệm vụ thực sự cài dữ lắm mà không có tiền đâu các bạn, nó dụ mình đó, không có tiền đâu. Mình chỉ cần mình thử 1 2 3 đường quyền đi thôi là mình biết nó như thế nào, nó dụ mình thôi. Rồi, video của mình chia sẻ này là kết thúc nha các bạn. Các bạn thấy video mình hữu ích nhớ bấm like và đăng ký kênh để mình ra những cái video mà có tính cộng đồng, chia sẻ cho tất cả mọi người nha. Rồi, bye bye các mọi người.